Và cuối cùng thưa anh chị em, mời anh chị em chúng ta lại đón nhận một người anh em của chúng ta đang rất cần sự chia sẻ giúp đỡ của mọi người. Con chia sẻ cho con, giới thiệu cho mọi người biết con tên gì. Dạ, con là Maria Đào Thị Lê, con ở ngoài Bắc, con ở giáo xứ Bút Sơn, Kim Bảng, Hà Nam. Con của con năm nay 17 tuổi và bị liệt từ khi 6 sinh ra. Con đi khắp nơi chạy chữa mà cũng không, bệnh của con vẫn không thuyên giảm. Năm 2005 con đem con vào Đức Mẹ Cà Bao, thì từ đó con xin Đức Mẹ thì về con khỏe mạnh ra và con cũng nói được tiếng bố tiếng mẹ. Từ khi biết đến lòng thương xót của Chúa tháng 9 năm ngoái, thì gia đình con ngày nào cũng đọc kinh 3 giờ chiều và tối đến chồng con và con đều cầu nguyện để xin cho con Chúa chữa lành cho con của con ạ. Rồi gia đình có được mấy người con? Dạ, gia đình nhà con được 3 người con, thì con đầu của con năm nay đang là sinh viên đại học năm thứ 2, chuẩn bị bước vào năm thứ 3. Còn đây là bé Maria Nguyễn Thị Kiều Mai 17 tuổi, còn con thứ 3 là con trai Nguyễn Mạnh Dũng 9 tuổi. Và gia đình của con thì sống như thế nào? Gia đình của con thì hàng ngày thì con cũng ở nhà chăm sóc con và chồng con đi làm, thì con nhận hàng gia công của công ty may về, con nhặt chỉ và con may mặc và con chăm sóc con ạ. Vâng, thưa anh chị em, vẫn có những người mẹ mà lặn lội bế con từ ngoài Bắc vào đây, cũng giống như là người mẹ ngoại đạo mà đến khẩn nài Chúa cho đứa con của mình bị quỷ ám. Đây là một người mẹ mà đứa con gái 17 tuổi bị bại liệt bẩm sinh, suốt bao nhiêu năm không có được cái phương tiện để đi lại. Chị ấy đến giáo điểm tin mừng này, chị ấy cầu nguyện và Chúa nói với chúng tôi rằng con phải có làm cho em ấy một đôi chân bằng chiếc xe lăn để người mẹ ngày ngày có thể chăm sóc con mình, không phải bế cháu đi lại. Anh chị em thấy một bại liệt như vậy mà bế đi lại rất là khó, hay anh thiện nguyện bế em bé 17 tuổi như thế này còn khó khăn, huống hồ là người mẹ mà suốt 17 năm cứ phải bế con, chăm sóc cho con mọi sự như thế. Hay mỏi tay chưa? Ta thấy mỏi tay rồi. Thôi anh đặt cho cháu xuống cái chiếc xe lăn này đi. Đây là chiếc xe của lòng thương xót. Hãy gửi tặng cho chị nha, để chị có phương tiện mà chuyên chở cháu đi lên đi xuống, và nhờ đó mà đỡ được gánh nặng, chị có thời giờ làm thêm để nuôi cho hai đứa kia ăn học, một đứa đại học, một đứa đang học ở trung học. Rồi xin Chúa chúc lành cho chị.